Rồi nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Cây này có dáng thiên nhiên, phong tranh rất chi là đẹp luôn nha. Rất là duyên dáng luôn. Thân chi co lắc rất chi là điệu nghệ luôn nha. Cây này có mã số là 664 nha. Có số đo hoành gốc là 28, cây cao tính từ cái mặt bầu này mà lên tới cái đỉnh này nha là 65. Đang nằm cái bầu đất rinh nha. Là 30 nha mình. Rồi cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 750 bao ship nha mình. Giao lưu nhanh luôn. Cây này phôi mới về nhưng mà đang đâm lọc này, rất là khỏe luôn nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu thay áo cho nó nữa là ok thôi. Rồi mình xem tham khảo nha. Một cây cẩm thị thiên nhiên có cái dáng phong tranh rất chi là duyên luôn. Thân chi co lắc rất chi là đều luôn nha. Rồi mình xem tham khảo nha. Cái thân này nó có mặt lũa nha. Mặt lũa thép âm nha. Có form rất chi là duyên luôn. Và nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn. Mình rước một cây về mình sưu tầm nha. Rồi mã số 664, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 750 bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.